Bên này mọi Hello. Tấm thân gồm xin kính chào đại gia đình nha. Thì rất vui được gặp lại cả nhà ở video ngày hôm nay. Ngày hôm nay Tiếp tục đi chiến đấu. Đi ra mấy con kênh này mình câu cá đối anh em ơi. Con kênh này nước lớn, nước rộng, nước ra nước vô nha. Ra câu cá đối. Câu cá đối thì mình dùng cái câu máy đứng. Rồi chơi cái con A33 đi. A35 này hôm bữa nó dính cá lóc quá trời. Bây giờ mình chơi con A33 câu cá đối. Kênh nước lớn rộng ra nó vô nha nè. Dây cần máy đứng. Trại hội còn nhiều chỗ phức tạp lắm. Với tranh thủ câu sớm về sớm. Đem máy ngang theo con hồi sợ không có điểm chỗ phức tạp không, không điểm quăng. Quăng nậu đi gỡ không rồi. Đi gỡ không rồi đi về không. Đó, A33 nha anh em. Mình quăng thử xuống con cơ nước lớn, nước rồng này có lụm được con cá đối nào không. Coi lụm được cá đối nào không anh em ơi. Trời ơi, con nào rượt theo vậy? Cá đối rượt thiệt anh em ơi. Trời trời, cá đối rượt thiệt anh em ơi. Lụm cá đối lên nè. Tôi trở lại đây với cây cần câu. Gầu dính luôn. Hay thiệt. Đường câu đẹp, một đường câu đẹp anh em ơi. Thấy cả dính luôn, dính ngay chân cây đó hay thiệt. Chui gì mà cố luôn trời. Giờ đi gỡ con mồi thì đi. Cá nó nằm ở đường này nó chạy mất tiêu chưa này. Bó tay thiệt chứ. Trời là trời á. Tay cái máy đi gỡ. Xà dây có một chấm mà
dính dính chỗ này nguy hiểm lắm ạ. Lên hè. Lên hè. Lên hè anh em ơi. Ui. Lên hàng, có nhớt, có nhớt. Ôi, sáng ra có nhớt nha anh em. Đây. Con A33. Đó, A33 vừa sửa dây lại, lên hàng, nó táp là nó xây nè anh em, anh em thấy không, táp là nó xây hai cái lưỡi nó sóc, nó gì đó mới dễ dễ dính cá. Rồi A33 không còn giới thiệu gì nữa, lên hàng nhiều rồi anh em ơi, giá thì rất rẻ, 80k, lưỡi thì titan bé ngót đó. Rồi tiếp tục nha anh em, tháo ra tiếp tục. Trời ơi trời, trời đất ơi, ôi trời ơi, nó lóc cà bá luôn em ơi, trời ơi, trời ơi, ơi nhiều từ từ được rồi, ôi ơi trời, quá trời đã anh em ơi, đóng bực cái trời trời. Trời ơi, ôi trời, nó cắn cái bực, thuận lợi đóng một cái cứ ngắt anh em ơi, rồi xảy luôn. Trời ơi, thôi loại này cũng im quá anh em, một đường một trời. Trời ơi, xui, xui, xui. Ôi trời, từ từ được rồi. Ơi hơi gấp quá anh em ơi, dưới nó xui lại dướng dướng cho cái cục đó, nó gãy 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 hồi cái nó sức sức mép xíu rồi. Ôi rồi bây giờ là cha mẹ nó tên gì nó hết nhớ rồi. Cá này chắc cả tháng nữa mới dám ăn. Trời, trời, đóng cái bực rồi tìm sướng sướng. Chỗ này cá nhỏ nhỏ không anh em ơi. Chơi con VG đi. VG mình câu chơi. Câu bắt mấy con bú bình này chơi. Trời ơi, nó chạy ra. Cái cà phê như cái lóc. Trời có mấy em nhỏ chơi nhà chổi đây nữa. Trời ơi, chơi nhà chổi đây nữa.
gì mà đâu bình bát rồi bánh kẹo lùm lum như nè, bánh kẹo giả. Nãy trong lỗ đó con ông, trong lỗ đó con hơi con ông nhỏ nhỏ táp 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 kìa. Hãy vô vụ vụ cũng lại coi. VG bơi đẹp lắm. Dụ dụ mấy ông muốn bình rồi coi. Đó. Đó, trời ơi. Cá mình cá bông dừa. Thấy rõ ràng. VG mà nuốt không nổi. Hết cứ giết thiệt chứ. Thở hả mày? Trời ơi, trời ngay luôn. Chạy mất tiêu rồi. Trời ơi, cái đất mà đang thù lùi vậy thôi. Mở nhỏ xíu mà. Thử cái đấm nó lên không nha. Lụm, lụm anh em ơi, lụm. Thấy nằm đang thù lì. Ui, 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 ui. Im vậy anh em. Thấy tưởng đâu nó nhỏ mà. Nè. Trời ơi. Sướng. Ui ui, thấy tưởng đâu nhỏ mà con này hai lạng. Trời đất ơi, sướng 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 sướng. Thấy nằm dưới nước dạ dạ đen đen nhỏ. Ai nhẹ được hai lạng anh em. Hồi lên đây cái vỏ anh em ơi. Lụm anh em ơi. Ồ, dính góc luôn.
Ôi ơi, sóng liền. Dính gốc, dính gốc. Dính gốc súng rồi, dính gốc súng rồi. Ôi ơi. Sao mà cảo qua nổi. Đông tực. Cái chừng 40 mét rồi sao mà cảo qua mấy cái làn súng này. Ôi, hy vọng giữ lại còn giữ lại được nha. BG ơi. Ôi, nó nuốt không lên rồi, nuốt trong rồi. Nuốt về rồi, nuốt trong lên đâu. Nuốt về rồi, nuốt trong rồi, cho nên không có xảy được anh em ơi. Quá đã. Quá đã anh em ơi. Nuốt mất tiền quay rồi. Đây uống tiêu quê gà anh em ơi. Mất tiêu đây lúc trùng học. Thôi, tiếp tục.